Truyện ngắn Đám đông nhỏ bé Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Giọng đọc Huỳnh Minh Hiền Nhiều khi ớn chữ Tôi mua mấy tạp chí phụ nữ Thời trang về để coi hình Hững hờ để từng trang trôi qua tay mình Khuây khỏa được chút kia Thì thương dương nổi nọ Mình không thể có trang sức này Quần áo này Bộ mỹ phẩm này hay cái túi sách đôi dài này hoặc chúng quá hào nhoáng chỉ để trình diễn hoặc quá sang trọng quý phái hoặc chúng quá đắt tiền giống như một mối tình không mơ mộng và hy vọng tôi nhớ tới má cùng chị nghĩ nếu cố gắng mình cũng mua được một vài thứ bày biện trong tạp chí này để tặng hai người phụ nữ mình thương và má tôi sẽ xòe bàn tay chai sần quắt queo của mình để quy đổi giá tiền cái túi sách ra lúa, ra mấy dòng cải. Bàn hoàng biết nó giá trị hơn cả một vụ mùa. Chị tôi chắc cũng bẻ bàn, chẳng có đôi giày nào hợp với đôi chân héo thường xuyên dầm trong nước. Chẳng có bộ trang phục nào chị mặc để bưng bê trong cái quán giải khác, nhỏ, sập xệ bên đường. Chưa kể nội dung, chỉ giá bìa thôi á, tạp chí đã là một thứ xa xỉ với đám đông kiếm sống vất vả, tạo tầng như má, như chị tôi. Nhưng những tạp chí đó vẫn được người ta yêu thích. Những món hàng tinh tế, sang trọng, đắt đỏ và xa hoa vẫn được người ta mua. Cuộc sắm sửa của họ bình thản và nhàn tản như trẻ con mua viên kẹo, như tôi mua tờ báo, không một chút thắt lòng nào họ ít nhưng là số ít gì cũng có vài lần trong đời tôi cũng đứng về phía số ít đó nên sau này không còn cực đoan quay quắt khi nhìn những cái sân tennis của huyện lỵ nghèo tập thở đều qua những cao ốc sang trọng những resort thơ mộng những nhịp tim không đổi khi đứng trước miên man cỏ mượt sân góp tự nhủ mình chẳng có lỗi gì Tôi thật chẳng lỗi gì với bầy trẻ sớm dài kia, dù chúng không được vào cái bãi cát tuyệt đẹp mà tôi đứng ngắm biển chiều. Chỗ này ngày xưa, chỗ này ngày xưa trước khi trở thành nơi nghỉ dưỡng cao cấp, đám trẻ đó đã từng chạy chơi và đứng ngoài rào. Vì tôi sẽ không quán giận nếu tình cờ nhìn thấy đứa cháu ruột của mình sơn sang trong một sân góp, nơi chỉ dài năm trước là mảnh ruộng của dì cho đến một ngày gì bị bứt lìa đi, cỏ thai màu xanh của lúa, không vì những điều như thế này mà người ta thôi sống và tận hưởng cuộc sống. Sáng nay tôi vẫn phải la cà quán xá dù ở miền quê xa xôi. Bà ngoại tôi lụm cụm sách vài con tôm sú ra chợ xã bán, đổi chút tiền cơm. Cũng đành, tôi đang cố rời đi nhưng những người thân tôi vẫn ở lại giữa đám đông nhỏ bé cố cân nhắc trong mớ vốn liếng tiếng Việt của mình. Tôi tìm một cụm từ dụng về. Cũng giống như mọi người vẫn đang sóc sáo từ điển để chọn những chữ thật dịu dàng cho số đông thương khó này. Để lẫn tránh không phải dùng hai từ tầng lớp. Những chuyên sang phụ nữ và thời trang, chiếc ron Royce hay những sân góp là thí dụ chúng hiện diện, phát triển để chờ đợi người ta gọi đúng tên những khoảng cách đang ngày càng xa biệt chỉ là đôi lần chạnh nghĩ một người viết ít nhiều đa cảm như mình mà giờ giả vờ thản nhiên rồi bỏ đám đông nhỏ bé thì những người mang chức phận thường rất lạnh lùng và tỉnh táo họ đứng về phía số ít gì cũng có cũng là lẽ đương nhiên và đương nhiên đám đông bị quên lãng bị đẩy dạt đến những bìa trời tan tác họ có làm sao thì cũng không phải lỗi của tôi ừ nào phải lỗi của tôi không phải đâu